Vợ chồng Đông Hải xin chào cả nhà. Bây giờ thì hai vợ chồng mình đã đến nhà của một người bạn, cũng là một mạnh thường quân ở bên Canada mới về nước. Bây giờ thì hai vợ chồng mình đang ở trên tầng 27 của một tòa nhà 40 tầng. Đây là tòa nhà Nha Trang City Country. Ngọc Thủy xin chào cả nhà nhé. Cảnh Nha Trang vô cùng đẹp cả nhà, đứng ở trên tòa nhà tầng thứ 27 nhìn ra mặt biển kìa, mát lồng lộng luôn. Đây mọi người ạ, mọi người nhìn thấy, đây là một cái tòa nhà có cái view tương đối là đẹp, mà hôm nay vợ chồng Đồng Hải là cũng rất là hân hạnh là được đứng ở đây để ngắm biển Nha Trang. Ở ngay phía bên dưới đây thì là trung tâm của thành phố Nha Trang. Ở phía xa xa đằng kia một chút thì là khu vực chợ Đầm rồi các cái tòa cao ốc. Ủa chợ Đầm đâu? Ở đây phía đằng sau đằng khuất đằng kia. Ở chỗ này mình không nhìn rõ đâu. Đây. Còn là mọi người nhìn thấy ở trên màn hình camera của Đồng Hải đang quay ấy, phía xa kia đấy chính là khu vực đảo Vinpearl hả? Đấy, Vinpearl rất là đẹp, quá mỹ mãn luôn đấy. Một chút nữa Đồng Hải sẽ quay thật cận cảnh của Vinpearl cho mọi người cùng xem. Từ đây giờ đến biết bao nhiêu cây số nhỉ? Chịu, tương đối là xa đấy. Biển Nha Trang thì phải nói là nước trong xanh luôn, quá trong xanh luôn. Ồ, kìa, ngay đây là cái dãy khu vực bãi biển để mọi người tắm đấy. Nhưng mà hiện giờ thì còn sớm nên là chưa có người tắm, đúng không? Chờ anh Dũ đi tắm. À, tí nữa vợ đi tắm đi. Mình thì... Kìa, ấy có người bơi rồi kìa. Đâu? Kìa. Ấy. À, đúng rồi. Bãi này tắm tương luôn à. Ở đông đấy. Ừ, đông rồi đây. Rồi, tí nữa thì mình sẽ quay bãi biển. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người cùng đi với vợ chồng Đồng Hải đi khám phá Vinpearl. Đây bà xã đây nhìn. Vinpearl bây giờ thì còn hơi đang xa mờ một chút, nhưng một chút nữa thôi thì sẽ về ngay trước mặt của vợ chồng mình. Đấy, vòng quay mặt trời này. Đây, toàn bộ cái khu du lịch vui chơi của Vinpearl đây. Xây dựng quá hiện đại nhỉ. Đẹp lắm. Trời ơi, ngoài đấy đẹp lắm cả nhà. Ở xã mình thì được đi rồi, nhưng Đồng Hải thì chưa được ra đấy. Nhưng mà thôi, hôm nay đi du lịch như thế này cũng được. Thực ra thì hai vợ chồng xuống Nha Trang không có nhiều thời gian lắm, cho nên là không thể đi ra đấy được. À, nhưng mà tình hình thế nào? Lấy kho báu thì thế nào đây? Biển thì đến nơi rồi, bây giờ chưa biết mông lung chỗ nào. Thế mọi người, biển mênh mông nhường nào. Đây là Đồng Hải đang zoom cho nó về gần nhé. Ôi, như đâu kìa, một cái thuyền buồm này. Thấy rồi. Rất là đẹp. Ôi, nhiều, đang còn nắng thế này mà nhiều người tắm thế. 5 giờ đấy, tắm. Những cái dãy đảo rồi. Đó, nhỏ nhỏ. Đâu, mọi người đang tắm biển kìa, đông quá nhá. Bây giờ đông mà. Mình sẽ quay xuống cái bãi biển. Ôi rồi này. Sóng biển rạt rào. Rất là đẹp mọi người, bãi biển. Khu vực kia là biển Pasteur. Giờ này còn tương đối là sớm, còn nắng, nhưng mà bãi biển cũng rất là đông người đến để đi tắm biển rồi. Đấy mọi người ạ, phía trước mặt mình đấy thì là dọc khu vực bãi biển của Nha Trang, nó trải dài là dọc theo thành phố, và cũng có một con đường đi hai chiều đi dọc theo bờ biển.
xa xa phía đằng kia nữa thì có một cây cầu sang bên kia thì sẽ đi vào trong khu vực của Tháp Bà, một cái khu di tích cũng rất đáng để mọi người đến đây mỗi lần đến du lịch Nha Trang thì ghé thăm. Nói ở trên cao này thì thời tiết nó rất là dễ chịu mọi người ạ, ở ngay cạnh bờ biển, đâm ra gió lộng vù vù ấy, có lẽ là âm thanh của tiếng gió, tiếng các phương tiện, thì tiếng của Đồng Hải nó cũng không được rõ lắm. Thành phố được quay từ trên cao nhìn xuống đây. Thật sự là biển ở đây hết sức là trong xanh. Hôm nay thời tiết thì cũng tương đối là đẹp, trời nó cao ráo, nhưng mà nhiệt độ ở ngoài trời thì tương đối là cao. Hôm nay vợ chồng mình từ trên Đà Lạt xuống, khi bắt đầu mới bước chân Khánh Vĩnh này thì đã cảm thấy tương đối là ngột ngạt rồi. Rất may là bây giờ là vợ chồng mình đang ở trên cái tòa nhà cao tầng, nó có view ra biển này, gió cũng rất là mát. Thì nếu mà đứng ở dưới thành phố giờ này chắc là tương đối là ngột ngạt. Đây Nha Trang này cũng có rất là nhiều nhà người ta sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời để cho sinh hoạt của gia đình. Mình rất thích cái năng lượng sạch này. Có lẽ thời gian tới mình đi sang bên cái khu vực mới ấy, mình cũng sẽ mua một cái hệ thống điện này để mình sử dụng. Đầu tư ban đầu thì nó tương đối tốn tiền một chút, nhưng mà sử dụng năng lượng sạch và chủ động, mình không phải đóng tiền hàng tháng. Ô, ở ngoài biển kia người ta bơi ra ngoài rất là xa đây. Mình đang nhìn thấy có một người, biết họ bơi bằng cái phương tiện gì mà ra rất là xa bờ. Có lẽ đây là một vận động viên hay sao ấy. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Rất là xa bờ nhá. Phải nói là có sức khỏe phi thường thì mới bơi được như này đấy, chứ còn thì đây chắc là một vận động viên đang bơi ếch. Một mình giữa đại dương. Ở trong bờ này các đợt sóng gỗ rất là đẹp. Bây giờ thì biển đang rất là hiền hòa mọi người ạ. Chắc cũng chỉ một lúc nữa thôi thì khu vực bờ biển đây mọi người sẽ ra tắm rất là đông, bởi vì thời tiết này thì nó nắng và nhiệt độ cũng rất là cao.
mọi người thì chị lại đang đi nghỉ những cái ngày cuối tuần và cũng chuẩn bị cho cái ngày lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 nữa. Thì chắc chắn là mấy hôm nữa thôi thì ở Nha Trang này sẽ quá tải cái lượng du khách đến đây. Đấy, cao ta khu vực bãi biển đang đông dần lên rồi đấy mọi người ạ. Khu vực mình đứng đây là tương đối xa nhá, từ đây ra bãi biển kia chắc cũng phải tầm khoảng độ 2 km. Hiện giờ là vòng quay mặt trời đang dừng không hoạt động. Phía xa đấy là những cột của cáp treo. Mọi người thấy không? Bây giờ thì Đồng Hải đã ra vượt bên một cái góc khác của khu vực tòa nhà. Ở đây thì mình sẽ quay được cái khu vực thành phố rộng hơn. Không biết tòa nhà bên này là tòa nhà gì. Đấy, thành phố Nha Trang. Rất ồn ào và náo nhiệt. Thật sự là mình đang ở trên rừng, ở cái vùng dân cư nó thưa. Giờ về đây thấy náo nhiệt quá. Thành phố Nha Trang rất là bằng phẳng và cũng rất là đẹp. Đây mọi người, trước mặt mình kia chính là khu vực cửa biển của dòng sông Cái. Dòng sông Cái thì ở khúc ở giữa thành phố Nha Trang, tạo nên những cảnh quan cũng rất là đẹp và thơ mộng. Dòng sông cũng uốn lượn tương đối là nhiều.
các bạn ạ, buổi chiều đi thả bộ ở trên bờ biển thì hết sức là lý thú, nhất là đây là bãi biển Nha Trang nữa. Thật sự là cũng hết sức tuyệt vời. Hôm nay vợ chồng Đồng Hải đi xuống đây thì nó lại cũng vào một cái ngày cuối tuần và cũng đang chuẩn bị cho ngày đại lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đấy, hiện giờ thì mới là bắt đầu tầm khoảng độ gần 5 giờ chiều. Nhưng mà bãi biển bây giờ rất là mát. Rất đông tất cả các du khách từ khắp mọi nơi cũng như là dân bản địa ở đây đã đến đây để đi ra biển, tắm biển để hưởng những cái không khí trong lành nhất của biển Nha Trang. Ở bãi biển chạy dài mấy km, rất là đẹp, ở ngay trong trung tâm của thành phố. Thật ra biển Nha Trang này có thể nói là bãi biển đẹp nhất ở các tỉnh thành ở miền Trung này. Gió rất là mạnh mọi người ạ. Không biết là tiếng mic của mình gió này thì mọi người có nghe thấy không? Các hoạt động ở trên biển rất là sôi nổi. Rất là đông, đặc biệt như thời gian này thì du khách đến từ Trung Quốc Nha Trang thì thực sự là rất là quá tải. Các bạn ạ, hiện giờ thì trên bãi biển là nước thủy triều đang xuống rất là nhiều nên biển đã được đẩy xa ra khỏi khu vực bờ. Thế còn khi nước triều lên ấy, thì sẽ lên phía trên cao trên kia cơ. Một cái không khí rất là vui. Thế mọi người thấy đấy, dọc từ trên khu vực trên khu bãi cát lẫn trên những cái bờ kè thì chỗ nào cũng rất là đông các du khách đến đây nườm nượp. Đấy các bạn ạ, hiện giờ thì Đồng Hải đang được đi dạo chơi ở trên bãi biển Nha Trang vào một ngày cuối tuần cũng như là một cái ngày chuẩn bị bước vào cái đại lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5. Chính vì thế là hiện giờ khu vực Nha Trang thì rất là đông, mọi người nhìn thấy đấy, tất cả dọc theo bờ biển này thì thực sự là lượng người đổ về đây thì rất là đông, quá tải dọc suốt theo những cái bờ kè rồi những cái bãi cát, mọi người nhìn thấy đấy. Rồi dọc ra ngoài biển, một cái không khí của bãi biển ngày hè cũng như là những ngày đại lễ rất là đông vui, nhộn nhịp. Cũng rất là may là mình đến đây vào những cái ngày này. Còn vui nhất vẫn là cái ngày hai ngày nữa là ngày đại lễ chính thức ấy. Còn hôm nay thì cũng là ngày cuối tuần rồi. Mọi người nhìn thấy đấy, dọc bờ biển này. Và tất cả các khu du lịch ở Nha Trang cái ngày này thì hầu như là cũng rất là đông vui, thậm chí là có thể gọi là quá tải. Không biết bà xã mình cùng với cô bạn bây giờ đang đi chơi đâu ở đây.
Hôm nay thì mình bảo xuống đây để chơi nhưng mà mọi người lại ngại đi xuống, bởi vì thường thường ở đây thì mọi người muốn đi tắm vào buổi sáng thì không khí nó mát hơn. Hôm nay thì đứng ở trên bờ kia, bây giờ thì Đồng Hải phải quay lên để xem mọi người đi đâu rồi này. Còn chuẩn bị đi ăn tối nữa. Thấy đâu rồi nhỉ? Một người bạn cũng là một người mạnh thường quân à, từ bên Canada về thì, thật sự là người đồng hành cũng rất là vui có sự đồng hành với bạn để trong cái công cuộc hai vợ chồng mình đi làm thiện nguyện ở những ngày sắp tới đây. Đây mọi người, biển Nha Trang. Hôm nay thì hai vợ chồng Đồng Hải đã đi ra ngoài biển, đi ra chỗ nhà một người bạn ở bên nước ngoài mới về, cũng là một mạnh thường quân của kênh. Bây giờ thì hai vợ chồng mình đang đi ra ngoài biển Nha Trang để chơi. Và xã thấy thế nào? Buổi chiều tại bờ biển Nha Trang vô cùng đẹp luôn cả nhà. Và rất là đông. Đấy. Dân tỉnh ra biển tại vì cũng là ngày lễ nữa. Nghỉ lễ 30 tháng 4 rồi. Hôm nay nên là đông lắm. Hôm nay thì chưa là 30 tháng 4 nhưng mà là ngày cuối tuần. Đấy, xem là xong rồi họ nghỉ lễ luôn đấy. Năm nay là được nghỉ 5 ngày tất cả nên thật sự là mọi người đổ dồn về biển Nha Trang này. Rất là đông. Hiện giờ thì mọi người nhìn thấy đấy, nước thủy triều đang rút, thật ra là bãi biển được chảy rất là rộng. Để Đồng Hải sẽ quay lại camera để cho mọi người cùng xem. Mình không tắm biển là vì nó gió quá, để sáng mai 5 giờ mới ra biển tắm buổi sáng sẽ tốt hơn. Đấy, mọi người nhìn thấy đấy, từ trên kia là khu vực kè đá, nó chạy dài xuống. Đâu đâu cũng rất là đông người. Mọi người đến đây thì để được trải nghiệm những cái nằm trên cát, trải dài trên những cái bãi cát, thưởng thức những cái trò chơi, vui đùa với cát và đi xuống tắm biển. Ở đây thì có rất nhiều các cái gia đình lớn nhỏ. Phía bờ biển ngoài này này thì là khu vực của các cháu nhỏ đang chơi trò lâu đài cát. Bà xa xuống đây chơi lâu đài cát đi nào. Không không chơi đâu, tại vì tí nữa là sẽ đi ăn tối với bạn, cho nên là không không tắm và cũng không chơi lâu đài cát, cho nên là chỉ đi dạo bờ biển thôi, sáng mai mới tắm. Biển rất là đẹp, rất là đông. Nay đi chơi ở biển đây thì Đồng Hải lại nhớ đến một ca khúc viết về biển. Mình là người miền núi, chính vì thế là rất là yêu biển, rất thích ca khúc về biển. Chắc là tí nữa Đồng Hải sẽ hát một đoạn. Học thì thế nào? Thì hát luôn đi. Thôi phải đi ngắm biển một chút đã, để lấy cảm xúc. Ở Nha Trang này có rất nhiều ca khúc viết về biển Nha Trang nhưng mình không thuộc.
Đây. Ngâm xuống dưới biển thì nó không lạnh, chứ đứng lên gió là rất là lạnh nhá. Lạnh không? Lạnh. Chắc là tối sẽ lạnh nhỉ. Nhưng mà không, thời tiết này thì chắc là không lạnh đâu. Lạnh. Đấy mọi người ạ, à, nhìn à, sóng biển hiện giờ thì à, nó không dữ dội mà rất là hiền hòa. Đêm nay thì ở Nha Trang này thì rất là vui, nhất là khu vực quảng trường ấy. Vừa xong thì vợ chồng Đồng Hải đi qua đây thì mọi người đang cấm một cái đoạn đường dài để đi lên khu vực quảng trường để trở thành nơi là phố đi bộ. Chắc là đêm nay sẽ có tổ chức rất nhiều cái chương trình ca nhạc ở đây đấy. Hôm nay đi ăn về chắc là mình sẽ đi xem ca nhạc nhỉ. Đi Nha Trang thì để nghỉ lễ mà, hay chơi lễ mà thì phải đi xem chứ, xem ca nhạc chứ. À, hôm nay mình là cũng đi chơi lễ luôn. Mời cả nhà cùng đi chơi lễ với Ngọc Thủy và Đồng Hải nhá. Thật sự là cái thời gian này thì hai vợ chồng mình tương đối bận công việc. Nên nói để đi chơi thì để cho nó gọi là cho vui thôi, chứ còn là đây là đi công việc. Công đôi ba việc. Vợ chồng mình là tranh thủ, chứ còn ở nhà giờ cũng đang tối bụi. Một số công việc là rất cần thiết để cho một hành trình di lý của hai vợ chồng thì chuyển nơi công tác đấy, nên rất là bận. Thì có một người bạn coi như là một người em bên Canada về, để là cũng là một cái mạnh thường quân, cũng thường xuyên là giúp đỡ cho kênh trong cái công việc thiện nguyện. Chính vì thế hai vợ chồng thu xếp để xuống đây. Thì nữa thì vợ chồng mình sẽ đi ăn cùng với em đó và những người bạn ở đây nữa. Bây giờ thì phải tranh thủ ra biển thôi, chứ còn không phải đi ra biển để đi dự 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đâu mọi người ạ. Con nhỏ đang đùa vui nhỉ. Ướt người như vậy rồi có lạnh không? Được cái lâu đài nào chưa con? Chưa có à? Chưa xây lâu đài à? Thế mà ngâm ướt như thế rồi gió là không lạnh à? Ừ, sumo thế này mà làm sao có lạnh được không? Cái chỗ nhỏ này rất đông. Chỗ nào à cũng ăn. Trời ơi thì... Cà chua mà được xuống đây nhỉ? Không chịu lên luôn đấy. Các cháu rất là vui được ba mẹ đưa đi chơi. Khi chia tay anh vào trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lắm sâu từ hai phía, biển một bên và em một bên. Cho dấu mai đây xa anh đến thành phố, anh đến buông neo nơi xa thẳm ánh sao trời, anh vẫn biết đời không lẻ loi, biển một bên và em một bên. Biển Nha Trang rất đẹp. Đấy, phía xa bên kia thì Vinpearl bây giờ bắt đầu đang hoạt động rất là nhộn nhịp.
khu vực vòng quay mặt trời thì ánh điện cũng đang tỏa sáng lung linh. Mọi người nhìn thấy đấy, đây là khu vực của Vinpearl. Bây giờ thì chắc là cáp treo đang hoạt động ạ, hết công suất rồi. Rất là đẹp. Phố đã lên đèn mọi người ạ. Bây giờ thì mấy anh em mình đang đi dạo trên bờ biển, cũng chuẩn bị để đi ăn tối. Buổi tối ở đây thì mọi người đi ra để tập thể dục ở trên các khu vực dụng cụ, cũng tương đối là đông. Thật sự là sống ở gần biển được hưởng cái không khí trong lành như này thì cũng là một điều rất là tốt. Tất cả những cái lo toan buồn phiền của một ngày phải trải qua những cái áp lực để khi ra biển này vào buổi chiều ấy thì sẽ được giải tỏa hết những cái tâm lý, làm cho cái tinh thần nó sảng khoái, nó tăng thêm cái năng lượng để cho tiếp tục cuộc sống của ngày hôm sau.